Chào quý bạn, chúng ta lại gặp chiếc Aventador đi ăn mừng bão Việt Nam vô địch. Hai là người cầm lái, anh Tùng Vàng là người cầm lái. Ô, anh Hưng, ca sĩ Tuấn Hưng cầm lái Aventador đi vào. Đẹp trai đúng là ca sĩ Tuấn Hưng. Wow, quá nét anh Hưng ơi. Chụp ảnh cùng rất nhiều người đã nhận ra nam ca sĩ Tuấn Hưng đang cầm lái chiếc Aventador Raptor. Rất nguy hiểm, pha lùi khách rất nguy hiểm. Đây, đạp rất cao. Tắc anh ơi, tắc đây. Luôn.
rất nhiều sự chú ý của người dân đi đường, đó là nam ca sĩ Tuấn Hưng. Rất đông nhiều, rất đông người đã nhận ra nam ca sĩ và đi theo. Rất nhiều người muốn ta chụp ảnh selfie cùng. Chân quá anh em ạ.